Mai Phương Thúy lên tiếng sau khi nhập viện cấp cứu trong đêm. Vào sáng ngày 22 tháng 2, đông đảo khán giả đều không khỏi bất ngờ trước thông tin Hoa hậu Mai Phương Thúy phải đi cấp cứu vào bệnh viện trong đêm. Hình ảnh người đẹp thể hiện sự mệt mỏi, đau đớn ở trên giường bệnh khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Mới đây vào chiều cùng ngày, Mai Phương Thúy đã có động thái đầu tiên kể từ khi gặp sự cố sức khỏe. Động thái này từ phía người đẹp đã khiến khán giả trở nên yên tâm hơn về cô. Cụ thể, Mai Phương Thúy chia sẻ trên trang cá nhân về tình hình sức khỏe hiện tại. Cảm ơn mọi người hỏi thăm, mình vẫn đuối, khỏe hơn mình sẽ trả lời sau nhé. Mãi yêu. Ở dưới phần bình luận, đa số bạn bè thân thiết đều hy vọng cô nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Mau mau khỏe nha người em, chị đọc tin mới biết. Mong em yêu chóng khỏe nha, cố lên bé ơi. Thấy bé mà xót ruột luôn, có ai ở viện với em không? Trước đó, một người chị em thân thiết của Mai Phương Thúy đã bất ngờ đăng tải hình ảnh nàng hậu nằm trong bệnh viện và kèm theo dòng chú thích, cấp cứu trong đêm khổ thân chị tôi quá. Đã ốm đau trong người còn bị lấy máu hai bên tay luôn. Việc nàng hậu bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, vì cách đây không lâu Mai Phương Thúy vẫn đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.